Cả buổi sáng bận rộn sắp xếp nhà cửa, trưa lo ăn uống các thứ nên là hôm nay chiều tối cả nhà mình mới được sổ lòng. Singapore dạo này ngày nào cũng mưa nhưng mà khí trời vẫn nóng rực chứ không hề lạnh. Hôm nay gia đình mình đến trung tâm mua sắm Bukit Panjang Plaza và chủ yếu là đến nhà sách để mua quà cho Elena đó cô chú. Lớp học của Elena chuẩn bị tiệc Giáng sinh cho các bé và trong cái buổi tiệc hôm đó thì mỗi bé sẽ chuẩn bị một món quà nhỏ để đổi cho nhau, đổi một cách ngẫu nhiên. Nên là hôm nay hai vợ chồng Vân đưa con đi mua quà. Đây là set tô màu mini rất là dễ thương, đi lựa mua quà tặng bạn nhưng mà hai anh em sẵn sí luôn đứa bồ để cuộc sống muôn màu muôn vẻ hơn đó cô chú. Bạn nào mà thích tô vẽ đam mê nghệ thuật đó, thì nhìn mấy cái này em mê lắm. Mua quà xong, lang thang siêu thị ngang qua tiệm bánh mì, không cưỡng lại được, phải vào gấp vài cái. Đây là bánh mì chà bông. Bánh mì chà bông cay rất là ngon nha mọi người. Và cả nhà Vân ai cũng thích ăn cái món bánh mì này hết. Đó, ngoài bánh mì chà bông thì mình còn thích cả bánh donut. Bánh donut là món khoái khẩu của Brayden và Elena đó cô chú. Còn đây là bánh mì mặn, bánh mì phô mai thịt hông khói. Mua bánh mì xong là cả nhà mình đi qua cái siêu thị, cái trung tâm mua sắm đối diện để mà ăn tối. Tại vì bây giờ cũng 6 giờ tối rồi cả nhà. Đây là khu ẩm thực ở Hillion Mall, gia đình mình rất hay lui tới. Bà ba mua cho Brayden Elena món mì khô ăn kèm với cá viên. Món này thì thành phần đơn giản, vị dễ ăn, rất phù hợp với các bé nhỏ. Hai vợ chồng vẫn ăn món mì Indo. Mì này là một loại mì khô, ăn với gà chiên và sốt ớt. Sốt ớt bạn có thể chọn sốt ớt xanh hoặc là sốt ớt đỏ, vị chua chua, cay cay, ngọt ngọt rất là ngon. Có trứng và ăn kèm với lại đậu phộng, các cơm nhỏ. Xong bữa tối là cả nhà mình cũng tranh thủ đi về, tại vì trời mưa cũng không biết đi đâu hết mọi người. Về nhà hai anh em tắm rửa xong là mở cái bộ đồ chơi tô màu mini, hai anh em ngồi tô màu rất là thích luôn cô chú. Brayden thì tô màu khủng long và Elena thì tô màu unicorn. Đó là một ngày cuối tuần của gia đình mình. Chúc tất cả mọi người có một ngày nghỉ thật là ý nghĩa và vui vẻ nha.